Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo buổi chiều ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Viettel Bus. Chiều nay có 4 sản phẩm lên đường. Sản phẩm đầu tiên nó đi Cẩm Giàng Hải Dương. Đây Cẩm Giàng Hải Dương đây. Đây, đấy. Cẩm Giàng Hải Dương, đây là đài Sony CLS 1133S. Nhá. Đấy. Đây. À, cục dàn Sony chạy điện 100V. Đấy. Đi Quảng Ninh đây. Quảng Ninh. Đấy, đi Quảng Ninh. Cái này là 10 cuốn băng cassette đi Yên Dũng Bắc Ninh, à Bắc Giang. Đấy, đi Bắc Giang. Bắc Giang. Đây là đi Thủy Nguyên Hải Phòng, đài Sony CLS V5S. Nhá. Thôi buổi chiều nay có 4 sản phẩm. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.